các Thánh ngày 15 tháng 10 năm 2023 Thánh Teresa Avila, năm 1515 đến 1582 Thánh Teresa Avila sống trong thời kỳ nhiều khai phá cũng như nhiều biến động chính trị xã hội và tôn giáo Đó là thế kỷ 16 thời của Hỗn Loạn và kẻ tổ Cuộc đời của thánh nữ bắt đầu với sự cực thịnh của phong trào cải cách tin lành và chấm dứt sau công đồng Tridentino ít lâu ơn sủng mà Thiên Chúa ban cho Teresa mà qua đó Ngài trở nên thánh thiện để lại gương sáng cho giáo hội và hậu thế gồm có ba điểm. Ngài là một phụ nữ, Ngài là người chiêm niệm. Ngài là người tích cực sửa đổi, là một phụ nữ nhưng Teresa giữ vững lập trường của mình trong một thế giới trọng nam khinh nữ vào thời đó. Ngài là người cương quyết, gia nhập dòng Camelo bất kể sự chống đối kịch liệt của cha mình. Ngài không phải là một con người chìm trong sự thinh lặng cũng như sự huyền bí. Đẹp có tài, giỏi giao tế, dễ thích ứng, chiều mến, can đảm, hăng say, Ngài thực sự là một con người. Cũng như Đức giê -xu, Ngài có những mâu thuẫn lạ lùng, khôn ngoan, nhưng thực tế, thông minh, nhưng đi đôi với kinh nghiệm, huyền bí. Nhưng là người quyết liệt cải cách, một phụ nữ thánh thiện nhưng cũng đầy nữ tính. Teresa là một phụ nữ vì Chúa, một phụ nữ của cầu nguyện kỷ luật và giàu lòng thương. Tâm hồn Ngài thuộc về Chúa. Sự hoán cải của Ngài không chỉ là một công việc tức thời, nhưng đó là một tranh đấu gian khổ suốt cả đời, bao gồm sự trường kỳ thanh luyện và đau đớn, ngài bị hiểu lầm bị đánh giá sai bị chống đối khi ngài nỗ lực cải cách tuy nhiên ngài vẫn tiếp tục vẫn can đảm và trung tín ngài chống trả với chính bản thân với bệnh tật và trong cuộc chiến đấu ấy ngài luôn bám víu lấy thiên chúa trong lời cầu nguyện những văn bản của ngài về sự cầu nguyện và chiêm niệm là chính những kinh nghiệm bản thân của ngài thật mạnh mẽ thật thiết thực và thanh cao một phụ nữ của cầu nguyện một phụ nữ vì chúa teresa cũng là một phụ nữ vì tha nhân qua sự chiêm niệm ngài dành nhiều thời giờ và sức lực để tìm cách thay đổi chính ngài và các nữ tu camelo để đưa họ trở về với những quy tắc ban đầu của nhà dòng ngài sáng lập trên sáu tu viện mới ngài đi đây đó viết lách chiến đấu luôn luôn để canh tân để cải tổ trong chính bản thân ngài trong lời cầu nguyện trong đời sống trong nỗ lực cải tổ trong tất cả mọi người ngài gặp ngài là người phụ nữ vì tha nhân người phụ nữ làm phấn khởi cuộc đời vào năm 1970, giáo hội ban cho ngài một danh hiệu mà người đời đã nghĩ đến từ lâu tiến sĩ hội thánh. Ngài là người phụ nữ đầu tiên được vinh dự này. Lời bàn, ngày nay chúng ta sống trong một thời đại nhiều xáo trộn, thời đại cái tổ và thời đại giải phóng. Các phụ nữ thời đại có thể nhìn đến Thánh Teresa như một thách đố. Thúc dục canh tân, thúc dục cầu nguyện tất cả đều có trong con người Thánh Teresa là người đáng khâm phục và noi gương. Lời trích, Thánh Teresa hiểu rõ giá trị của sự đau khổ liên tục bệnh tật thể xác, không muốn kẻ tổ, khó khăn cầu nguyện, nhưng ngài đã luyện tập để có thể chịu đau khổ, ngay cả khao khát đau khổ, lạy Chúa, hoặc là đau khổ hoặc là chết. Cho đến gần cuối đời, ngài đã kêu lên, "Ôi lạy Chúa, thật đúng là bất cứ ai làm việc cho ngài đều được trả bằng những khó khăn." Và đó thật đáng giá cho những ai yêu mến ngài nếu chúng con hiểu được giá trị của nó.